Thưa quý vị, với hơn 43.700 ha rừng tự nhiên, chiếm tới 65% tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố, những năm qua, Đà Nẵng định hướng phát triển rừng theo hướng bền vững và bảo vệ rừng tận gốc, giữ rừng tận nơi. Bên cạnh những chính sách quyết liệt của thành phố, các lực lượng kiểm lâm cơ sở là một trong những yếu tố then chốt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam ngày 28 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến câu chuyện về những người gác rừng, những chiến sĩ bảo vệ lá phổi xanh của thành phố. Trạm kiểm lâm rừng Cà Nhông nằm sát dãy Cà Nhông, thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thường được gọi vui là trạm gác 30. Không phải chỉ vì nằm ở nơi hẻo lánh xa xôi nhất, mà điều kiện sinh hoạt ở trạm vẫn còn nhiều những khó khăn, hạn chế. Cả trạm chỉ có một máy phát điện bằng tua bin nước, lắp đặt cách trạm gần 2 km, mà cũng chỉ sử dụng được trong mùa mưa. Ngoài ra còn không có cả sóng điện thoại, không internet. Trạm có 5 cán bộ, mỗi cán bộ phụ trách quản lý hơn 1.000 hectare rừng. Do địa hình rộng lớn, công tác quản lý và bảo vệ rừng rất phức tạp. Chỉ cần lơ là một chút là các đối tượng khai thác rừng trái phép có thể ập vào rừng ngay. Tuy nhiên, dù làm việc trong điều kiện còn nhiều cái thiếu, nhưng có một thứ mà các cán bộ kiểm lâm tại trạm Cà Nhông không bao giờ thiếu, đó là tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với rừng. Đối với trạm Cà Nhông là trạm xa nhất của thành phố. Nên thành ra là cách trung tâm thành phố cỡ 70 cây số, đường rừng là cỡ 10 cây số, đường rừng từ đường dựa vô đường rừng là 10 cây số. Nên thành ra đời sống anh em ở đây cũng rất khó khăn. Khi mùa mưa là về cái mà đi ra vào ngoài đường thì cũng khó, tại vì cách trở giữa mấy con suối là không thể đi được. Khi mua đi là mình phải từ tiểu khu này tới tiểu khu khác, nhưng mà tuần tra trong kế hoạch của tháng, tuần của trộm và của họp và ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa để lập và trộm và lập ra kế hoạch riêng cho của trộm nữa. Tuy không quản lý một diện tích rừng giàu lớn như trạm Cà Nhông, nhưng hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lại phụ trách một trong những diện tích rừng đô thị lớn nhất của thành phố, liên đới rất nhiều đến các hoạt động kinh tế xã hội của các địa phương. Ngoài ra, các cán bộ kiểm lâm ở đây còn có trách nhiệm bảo vệ một quần thể động vật đa dạng tại bán đảo Sơn Trà, đặc biệt là ngôi nhà của hơn 1.300 cá thể vọc chà vá chân nâu, một loại linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam. Vì vậy, công tác quản lý và bảo vệ rừng ở đây luôn được quan tâm và ưu tiên chú trọng. Người dân đến tham quan trên bán đảo Sơn Trà ngày càng nhiều, cộng với đó là cũng có một số đối tượng cũng lợi dụng lén lút vào rừng là để bãi bác động vật hoang dã. Thì trước tình hình đó thì hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn kết hợp với các lực lượng của liên ngành và các lực lượng ở trên địa bàn cùng với ban dân phường Thọ Quang là tăng cường công tác tuần tra kiểm tra để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Ngay từ khi Đà Nẵng định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, ngành lâm nghiệp thành phố đã xác định phải quan tâm và đầu tư cho lực lượng kiểm lâm cơ sở, bởi đây là lực lượng quan trọng nhất trong chiến lược này. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, ngoài những khoản chi thường xuyên thì vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể nào, nhất là cho lực lượng chuyên trách ở các trạm vùng sâu vùng xa. Đây là tình trạng chung của nhiều địa phương, không chỉ riêng Đà Nẵng, cùng với lực lượng mỏng đã tạo nhiều áp lực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố. Anh em là phải đi làm tuần tra, phải đi làm liên tục, và nhất là ở các cái trạm, 6 cái trạm ở vùng sâu vùng xa, thì là cái việc mà đi tuần tra, đi kiểm soát nó sẽ có những cái khó khăn nhất định trong quá trình mà giám sát sâu vào trong rừng. Cái thứ hai nữa là cái chi phí, cái sinh hoạt cho anh em nó cũng hiện nay cũng còn rất là hạn chế, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đề xuất với thành phố với lại các cơ quan chức năng để mà có những cái giải pháp, có những cái phương pháp cụ thể để mà xử lý trong cái thời gian đấy. Để giải quyết tình trạng này, đồng thời củng cố cho lực lượng kiểm lâm cơ sở, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 12 dự án trồng rừng thay thế với tổng diện tích 446 ha, thực hiện chính sách chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư. Đây được xem là giải pháp đột phá và quan trọng trong công tác quản lý và phát triển rừng bền vững. Qua đó, huy động nguồn nhân lực chăm sóc, bảo vệ rừng thường xuyên hơn, giảm bớt áp lực cho các trạm kiểm lâm cơ sở. Hiện nay là chúng tôi tiếp tục thực hiện cái phương châm là giữ rừng tận gốc. Việc giữ rừng tận gốc thì có 3 cái phương án cần phải triển khai. Cái phương án thứ nhất là sắp xếp lại các cái trạm ở trên các cái khu vực mà không cần thiết nữa, ở trên những cái đường tuyến đường giao thông mà không cần thiết nữa thì đưa sâu vào trong rừng để là gắn với rừng. Cái việc thứ hai nữa là phối hợp thật tốt với cái lực lượng bảo vệ rừng
của dân. Hiện nay là chúng tôi, các chủ rừng đã hợp đồng là 540 hộ dân trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng ở vùng gần rừng, cũng như là 54 hộ dân ở các cái xã tư của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam là thực hiện công tác bảo vệ rừng. Gác lại chuyện gia đình với những lo toan cuộc sống, ta phải đi gác rừng. Câu nói quá đổi quen thuộc với các cán bộ kiểm lâm tại trạm Cà Nhông, và đó có lẽ cũng là tâm niệm chung của những người gác rừng Đà Nẵng. Trách nhiệm tận tụy và tâm huyết, những ngày núi rừng còn chưa yên ả, thì chúng ta vẫn còn thấy bóng dáng họ giữa những bạt ngàn xanh, những chiến sĩ bảo vệ lá phổi xanh của thành phố.